đến lăn xăng làm giỏi không mà tay dẻo đeo à. Tao nhà tao phục vụ không chứ vợ tao phải làm gì đâu. Ủa, cái nhà làm ăn dễ luôn hả? Ừ. Đang làm tay dẻo không các bạn? Vợ là chỉ để nuôi thôi. Vợ là nuôi để làm Nuôi khiến rồi để thịt thôi. Anh, rửa đủ nghe. À, không cho anh miếng gừng với miếng muối. Không muối đâu, muối rồi. Cho mình rửa đủ thôi đây. Bỏ đủ vô là nó sạch ra. Rồi ok. Đấy. À vợ sao? Vợ chỉ nuôi cho mập để thịt ta. Rồi vậy hả? Còn mình là phải làm hết. Thịt để bán hả? Hả? Thịt xong để bán hả? Không có, đi quá. Thế thì nuôi mập lấy thịt để làm gì? Mình thịt thôi. À thịt nha. Một con vịt được. Sao biết vịt mình được anh? Đầu nó bự. Đầu bự là mình được hả? À, đầu bự là vịt được. Rồi giờ mới nghe. Biết phân biệt là vịt đực với vịt mái. Vịt đực thì xương nó to, ăn không ngon bằng vịt mái. Rồi giờ mới nghe vịt đực là đầu đầu bự nghe. Có không trời? Có. À. Nhỏ hơn. Vịt bơ đơ sao? Bây giờ muốn cho vịt sạch chúng ta phải ngâm với rượu, à, gừng và muối bóp cho thật sạch. Các bạn sẽ hết mùi hôi của vịt. Bỏ gừng để đủ quá. Gừng với rượu muối. Muối nha, đổ vô hả? Bóp. Bóp vậy là không có còn nghe mùi hôi của vịt nữa. Không còn mùi hôi của vịt nữa. Sau đó có thể chế biến mọi món ăn. Vô vịt hấp, vịt luộc. Rồi video đến đây là kết thúc. Đầu chưa mà. Chia sẻ với các bạn bí kíp làm vịt không hôi. À vịt không hôi ha. À. Nhớ là cắt cái phao câu đi, không có là để đâu là hôi vô cục. Phao câu. Rồi, cho ủng miếng hộ cho thằng quay video này để ủng hộ cho thằng em nó bật kiếm tiền. Xin mọi người đừng ném đá. Đừng có quay mặt. Để sẽ dùng để luộc. Vịt luộc ha. À, làm món vịt luộc. Còn đầu củ cánh thì sẽ dùng để là nấu măng. Đúng này đấy là bỏ vào. Sau đó có nồi không? Có nồi nó. Chắc bé xong rồi đó kia thiết kế cho mình có một cái này. Anh em vào bếp thật là vất vả. Nhưng mà vui đúng không anh? À, vui. Vui nhưng mà giờ này cũng hết muốn vui luôn rồi. Hết muốn vui đúng không? Vật quá hết muốn vui luôn rồi. Đồng chí ạ. Trời thì trưa nắng 450 độ. Bụng thì đói. Bụng thì đói. Cái đó là nấu măng à. Nấu măng, chuẩn bị món nấu măng. À, măng chuẩn bị sẵn rồi nha mọi người. Ở nhà chắc anh nấu ăn đồ không hả? À, nói rồi mà. Nhà nấu ăn rồi đó, phục vụ vợ mà. Cái này có anh Vương hả? Vợ là chỉ nuôi cho đẹp cũng vậy. Nuôi cho đẹp mập, lắm, mập thôi à. Mời mặt nhau. Lên YouTube thì chết luôn á. Ai đâu biết đâu chết. Đừng quay mặt nha. Đây làm dẻo ghê không? Mời nước cho em, một nước coi. Cổ này là cổ vịt vịt đực nè. Ngày xưa là ghiền mất cái canh vịt á. Ồ xưa là à ghiền lắm á chứ, nhưng mà giờ nghe thấy ấy là không ra bằng nó luôn. Đây các bạn, món lưỡi vịt của Trung Quốc nhập về Việt Nam bán 300 ngàn một ký. Muốn gì muốn gì? Lưỡi vịt 300 ngàn một ký hả? Lưỡi không.